Hello anh em, mình là Kiên Mô Tuôn. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ chia sẻ với anh em và cũng như là một số các anh em có thắc mắc và có phản hồi lại với mình và hỏi mình về cái bộ Dream Độ ở đây. Thì ở đây mình có cái bộ mâm lửa của xe Dream Độ. Đó. Thì cái hàng này là hàng đai anh em nhé. Ok, thì mình sẽ khui luôn. Đó. Thì đây là mình đã độ sẵn như này rồi. Ở đây thì mình sẽ có một cái combo để dành cho những cái chiếc xe gym Thái á, hoặc là xe gym tàu sử dụng cái bộ mâm lửa như này, mình đã độ sẵn như này. Theo phản hồi của khách hàng đã mua hàng bên mình về đi là rất ok, điện rất là khỏe anh em nhé. Một bộ mâm lửa như này theo tính toán của mình ấy, nếu lắp trên một cái xe gym vẫn là bưởng điện trên xe và vẫn là vô lăng trên xe ấy. Chỉ cần lắp thêm một bộ quận độ này vào là anh em có thể đi tối đa là 100W. Thường thường là anh em có thể chạy một cái bóng pha 40W và một cái cây trợ sáng 20 hoặc 40W nữa thì nó sẽ dao động tầm khoảng 60 cho đến 80W là ok. Anh em đi thoải mái luôn. Đi bật đèn cả ngày lẫn đêm vẫn đủ điện anh em nhé. Đó. Thì bên cạnh đó thì mình sẽ có những cái bổ trợ cho cái chiếc cái xe gym của mình nhé. Những chiếc gym Thái hoặc gym tàu đi lâu năm mà nó có hiện tượng khó đề thì đây mà mình sẽ có một cái IC tăng áp. Đó, cách đấu rất đơn giản thôi. Anh em chỉ việc cắm cái rắc đây vào rắc trên xe ấy, và cái dây đỏ này thì anh em sẽ câu luôn vào cái dây đen sau ổ khóa. Ở trên xe gym thì rất đơn giản, ở cái clip trước thì mình đã hướng dẫn rồi. Anh em chỉ cần cắm nó vào cái dây đen sau ổ khóa là cái chỗ mà dơ le xi nhan đó. Đó. Rất đơn giản thôi, thuận tiện, nhanh. Đó. Để hỗ trợ cho cái bình AQ của các bạn đủ điện nuôi một cái bóng LED M5V8 ở đây. Ở đây thì mình có cái bóng LED M5V8 này lắp vào cái xe gym rất là ok nhá. Như cái clip lần trước thì mình có hướng dẫn anh em cách lắp ấy. Lắp vào là rất là dễ lắp, gom sáng tốt. Đó. Ánh sáng rất là chuẩn. Ok. Thì để mà đủ điện để cho cái bình AQ của mình nó nuôi một cái bóng M5V8 này làm việc hết công suất thì bên mình đã có một cái con ổn định điện. Đó. Thì những cái clip lần trước thì mình cũng đã test rồi. Cái con ổn định điện này nó sẽ đủ điện nuôi cho cái xe của mình cấp cho những cái bóng nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 60 cho đến 80W ở trên xe gym. Đó. Thì là điện nó sẽ đưa lên là chuẩn, đủ điện cho anh em đi thoải mái luôn. Bên cạnh đó thì mình đây là sẽ có một cái buji bạch kim của Thái Lan thương hiệu AT. Thì cái clip lần trước ấy thì mình cũng đã chia sẻ với anh em rồi. Thì cái buji này nó sẽ dễ dàng đánh lửa, làm cháy nhiên liệu triệt để ở trong cái bồn đốt. Nó sẽ giúp cái xe của các bạn tăng tốc một cách mượt mà với êm ái. Đó. Để cái buji này làm việc hiệu quả thì đã có con IC tăng áp này rồi. Để cái bóng LED V8 M5 này làm việc hiệu quả sáng hết công suất thì đã có một cái bộ ổn định điện này rồi. Đó. Và để cái ổn định điện này nó làm việc hiệu quả, nó có thể cấp đủ điện được cho cái bộ đèn và toàn bộ hệ thống điện trên xe của các bạn làm việc một cách hiệu quả thì đã có bộ điện độ dành cho gym Thái hoặc là gym tàu đời đầu mà có những cái cuộn mâm lửa đôi như thế này. Đó. Thì bên mình đã làm sẵn một bộ combo như thế này để dành cho anh em. Giá chưa đến 1 triệu đồng. Bây giờ là mình sẽ tính ngay cho anh em như thế này cho anh em dễ nhận biết. Có khách hàng phản hồi với mình là anh ấy đi hỏi một bộ mâm lửa xe của anh là xe gym Thái anh em nhé, là 2 cuộn như thế này. Anh ấy ra quán thì thợ tư vấn cho anh ấy là phải thay vô lăng và mâm lửa của Wayanfa hoặc là xe gym Thái, à xe gym Việt đời mới đó, và phải thay lốc. Chi phí lên tổng thiệt hại lên mất 1,6 triệu, cả công nữa là xít là 2 triệu. Đó. Mới được cái bộ quận điện để cho nó khỏe, chưa nói gì là đến những cái bổ trợ dành cho đường sạc này và một cái bóng đó. Thì mình tính ngay như thế là các bạn đã biết một bộ này của mình combo bằng này món, một món, 2, 3, 4, 5 món này chưa đến 1 triệu anh em nhé, chưa đến 1 triệu đồng. Đó. Anh em lắp vào rất ok. Cái này thì anh em khi mà về anh em tháo một cái lốc nhôm gọi là lốc bưởng điện đó, tháo ra và anh em vặn hai cái con ốc
6, rác 10 ở đây ra, hoặc là rác 8 ở đây ra, anh em đặt vào cái là ok, cắm rác vào cái là đi luôn. Đó, rất là đơn giản thôi, anh em không phải can thiệp gì nhiều. Còn cái con ổn định điện này, cái cách đầu nối như nào ấy, thì cái clip lần trước thì mình đã hướng dẫn anh em rồi, thì phiền anh em có thể tìm đến những cái clip như thế. Và cái con IC tăng áp này cũng thế, cũng có những cái clip rồi. Và cái cách lắp cái con V8M5 này thì mình cũng đã có cái clip chia sẻ với anh em cách lắp rồi, đơn giản thôi. Còn cái này nếu mà anh em mà không biết tháo lắp nữa thì mình cũng chịu luôn, không thì ra quán thì nhờ anh em người ta tháo ra này, người ta lắp vào là xong, ok, đơn giản như thế thôi ạ. Đó thì đấy là cái chia sẻ của anh ấy khi mà lên một cái bộ của xe Zin Việt, nó mất 1,6 triệu cả công vào, xít 2 triệu anh em nhé. Còn cái bộ này thì anh em có thể là về có thể tự làm được, chỉ cần một cái khóa 8 và một cái khóa 10 là anh em có thể là tự thay được cái cuộn này rồi, ok, rất là đơn giản thôi. Đó thì cái này là mình để dành cho xe Zin anh em nhé. Còn nếu như anh em mà biết đo được cái đường điện của mình, cái đường nạp của mình nó lên nó khỏe, anh em chỉ cần một cái con ổn định điện này và một cái bóng LED V8M5 này để dành cho chân Zin, đầu đèn ngắn là Zin Thái đó. Còn nếu như cái xe của mình mà đi quá lâu năm rồi mà anh em có nhiều anh em đã phản hồi lại với mình là cái đường nạp của mình ấy, cái bộ điện của mình nó kém rồi, thì anh em nên làm một bộ combo đủ như này về lắp vào là tận hưởng luôn, anh em đi thoải mái. Mình bao cho anh em nếu như lắp một cái bóng LED như thế này nhá, mà 40W thôi, mình bao anh em đi bật đèn cả ngày lẫn đêm luôn, không bao giờ anh em phải lo đó. Còn nếu như anh em mà để đi đúng mấy cái chỉ số mà cái đường nạp, đường cấp của một cái bộ này đưa lên ấy, thì anh em sẽ lắp thêm cho mình một cái bóng LED trợ sáng 20 đến 40W thì tổng nó sẽ là 80W quay đầu. Đó, mình bao cho cái xe Zin đi tổng là 80W, chưa tính đến là cái những cái bóng hậu rồi là bóng đèn tăm lô, bóng đèn mi lanh quanh các thứ linh tinh đấy là mình không thèm nói đến. Mình chỉ nhấn mạnh là hai cái bóng này, một cái bóng pha và một cái bóng trợ sáng, mình sẽ bao cho anh em đi đủ luôn. Đó, đủ điện cho anh em chạy cả ngày lẫn đêm, không bị hao bình ACQ đó. Còn nếu mà cái trường hợp mà cái bình ACQ của các bạn ấy, nếu mà bình mà yếu, tích điện kém thì anh em có thể nên thay một cái bình mới để đảm bảo cái hiệu quả điện tối đa nhất cho cái bóng LED V8M5 này làm việc. Còn nếu như cái bình của các bạn mà vẫn ok thì anh em vẫn cứ để thế mà đi, ok. Đó, đây là cái chia sẻ của mình. Và ở đây thì có một số cái bác các chú muốn hỏi luôn về cái bộ kích đèn để dành cho những cái xe Zin, xe Way Thái, hoặc là xe, nói chung là những cái xe đi lâu năm ấy. Cái bộ điện của nó giống như dòng Honda đó. Thì ở đây bên cháu này có bán những cái bộ như này, độc quyền thị trường luôn bác nhá. Đó thì cái clip lần trước ấy cháu đã giải thích cặn kẽ về cách đầu nối rồi là các cái thông số kỹ thuật ở trên cái cục này rồi. Thì cháu, bên cháu lại có bán kèm theo là những cái bóng như này, bóng siêu sáng như này. Đó, bóng này nó sẽ tăng tuổi thọ của bóng lên và nó sẽ giúp cái hiệu quả chiếu sáng, hắt sáng xuống mặt đường tối đa so với lại cái bóng Zin trên xe. Cái bóng Zin trên xe thì thường là mình đi lâu năm đó, rồi nó già, cái bóng này nó đen cái bóng rồi, thì cái phản xạ ánh sáng để hắt xuống đường nó thấp hơn. Cộng với cái việc là cái bóng xịn theo xe của mình, ở đây thì mình có cái bóng xịn theo xe đó, thì mình sẽ chia sẻ với anh em luôn để mình lấy được nhé. Cái bóng xịn theo xe thì là nó chỉ là khí trơ đấy anh em nhé. Đấy, bóng made in Thái Lan luôn, bóng Zin theo xe đó. Nó chỉ là cái bóng khí trơ anh em nhé. Thì cái bóng khí trơ này, cái hiệu quả sáng của nó sẽ không cao. Đó, đây là bóng xịn, cái hiệu quả sáng của nó sẽ không cao bởi vì nó là dùng khí trơ. Còn những cái bóng thế hệ mới bây giờ nó là dùng khí halogen. Đó, dùng khí halogen, đây anh em có thể nhìn rõ cái chữ halogen này. Nó dùng khí halogen, cái công nghệ khí halogen này nó áp dụng trên những cái chiếc xe hơi của mình đó. Ví dụ như là những cái bóng mà chân H4 ở đây là mình có. Chân H4 ở đây thì mình có những cái bóng, đây ví dụ như cái bóng thương hiệu Stanley này cũng rất là nổi tiếng này. Bóng, những cái bóng này là lắp theo xe Exciter đó, thì nó cũng là dùng khí halogen đó. Cái bóng này nó cũng dùng khí halogen.
Và những cái bóng mà siêu sáng dạng ba chân như thế này, là dạng đuôi H4 như thế này, nó còn sáng hơn gấp đôi cái bóng theo xe này anh em nhé. Đó thì các bác các chú nếu mà có đặt hàng bên cháu thì cháu sẽ tư vấn cho là nên lắp cái bộ kích đèn như này cộng với một cái bóng siêu sáng như này, nó sẽ cho ánh sáng hiệu quả luôn. Còn giá thì như thế nào thì các bác các chú các anh cứ alo thì em sẽ báo giá trực tiếp trên từng sản phẩm. Đó thì rất đơn giản, cái cách thức đặt hàng bên em ấy chỉ cần alo cho em xin họ tên, địa chỉ, số điện thoại là em sẽ ship hàng đến nơi. Đó, đây là cái bóng siêu sáng chân H4. Bóng này nó sẽ cho hiệu quả sáng gấp cái bóng này này, nó sẽ cho hiệu quả sáng gấp đôi cái bóng zin này anh em nhé. Đó. Cái bóng zin này thì nó sẽ là pha thì sáng, cốt thì tối. Đó. Còn cái bóng này thì hai pha mấy cốt thì nó sẽ sáng tương đương như nhau. Cho nên là đi trên đường cái hiệu quả nó rất là sáng. Đó thì anh em chỉ cần nhấc máy lên alo và mình sẽ ship hàng. Đó, rất là đơn giản. Mình sẽ có hai hình thức ship cho anh em. Một là bên mình chịu phí ship, thì tất nhiên là bên mình chịu phí ship thì cái tiền đồ mình sẽ phải dâng lên. Đó, thì mình sẽ dâng tiền đồ. Ví dụ anh em lấy một combo như này thì mình sẽ dâng hết tiền đồ của những cái món này lên, thì anh em mua như thế sẽ bị đắt. Còn nếu như anh em trả phí, bên mình chỉ ship và anh em sẽ trả phí cho bên bưu điện ấy, thì anh em mua sẽ rẻ. Đó, đấy là cái nguyên tắc bán hàng ở bên mình nó là như thế. Ok anh em, cái clip này thì mình đã giải thích cho anh em hiểu phần nào về những cái bộ điện bên mình bán như này rồi. Đó, thì rất chân thành anh em đã chú ý theo dõi cái clip của mình này. Xin chân thành cảm ơn anh em.